cho chiến tranh của Mỹ. Có thể thấy rất là nhiều người đi tham quan cái chỗ này.
Sau khi ăn xong á thì mình đi chợ Hàn Quốc nha, dẫn mọi người đi chợ Hàn Quốc. Trong đây nó có bán rất nhiều loại đồ ăn của Đông Nam Á, rau rợ, đồ trái cây của Đông Nam Á. Ớt đủ loại. Thích lên đây mua rau. Rau xanh đủ loại luôn. Đây là trái lê, trái quýt, chôm chôm, nhãn. Cà chua, thanh long. Ở bên đây cái gì cũng có nha. Không thiếu cái gì hết. Có cả ổi nữa nè. Nhưng mà ổi thì hơi mắc so với Việt Nam thôi. Ở Việt Nam là một loại trái cây rất bình thường, nhưng mà qua đây nó hiếm, nó phải nhập qua nên nó bán mắc. Khoảng 4 đô, 4 đô nửa ký. Thì một ký nó 8 đô. Một cái trái khóm như vậy là nó bán 4 đô nè. 4 đô là nhiêu ta? Mít nó bán cũng rẻ. Bữa nay nó bán 1 đồng 29. 1 đồng 29 nửa ký. Thì một ký nó coi như là 2 đồng rưỡi. Mua bí ngô về nấu canh nè. Nó bán khoai lang, khoai mì đủ thứ hết nha. Táo, đủ loại táo luôn. Bưởi, cam, quýt. Đủ size, đủ cỡ. Chanh. Dưa hấu. Thì thường á, như cái này là khoai lang. Thường á mình lên đây mình mua những cái món mà ở chợ Mỹ á, nó không bán. Chợ Mỹ nó cũng bán món này món kia nhiều lắm, nhưng mà mấy cái đồ Đông Nam Á thì nó không bán nhiều lắm. Chợ Hàn Quốc thì nó bán đủ loại hết. Từ nhà mình mà muốn đi tới cái chợ này á, thì khoảng 1 tiếng lái xe. Bởi vậy nên cuối tuần nó mới đi. Cái này là kim chi.